Hãy cùng nhìn lại cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học và sinh viên với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Đại học Đông Á. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đại học Đông Á đã chú trọng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo như một phong trào tiêu biểu cho sinh viên nhà trường. Không chỉ xây dựng chương trình học gắn với thực tiễn, đưa nghiên cứu khoa học và quản lý dự án vào chương trình đào tạo, giúp những ý tưởng mới được nảy sinh trong quá trình học tập. Nhà trường còn giúp sinh viên hình thành tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm và giải pháp mới mẻ, góp phần cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Thông qua các cuộc thi mà nổi trội hàng năm là hai cuộc thi, sinh viên nghiên cứu khoa học và sinh viên với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Với số lượng sinh viên đăng ký lên đến 304 sinh viên trên tổng số 119 đề tài, cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023 trở thành năm có số lượng đề tài dự thi nhiều nhất và số lượng sinh viên tham gia nhiều nhất trong 9 lần tổ chức liên tiếp. Vượt qua vòng thi cấp khoa, lần lượt trải qua nhiều buổi chia sẻ của các chuyên gia. Vòng chung kết với chủ đề Ý tưởng nhỏ, quyết tâm cao, thành quả lớn là sự bùng nổ của 49 đề tài ở 3 hội đồng. Hội đồng khoa học kỹ thuật sức khỏe, hội đồng kinh tế xã hội, hội đồng ngôn ngữ sư phạm. Cũng tại đây, không gian trưng bày khoa học công nghệ lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút đông đảo sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học, ứng dụng tham quan. Cũng lan tỏa mạnh mẽ trong sinh viên, cuộc thi sinh viên Đông Á với ý tưởng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đã khởi động với sự góp mặt của 42 dự án khởi nghiệp đa dạng. Không chỉ mở rộng kiến thức về khởi nghiệp từ 3 vòng thi, từ các buổi tập huấn và các nhóm dự án cũng đã có chuyến tham quan thực tế đến các tổ hợp và mô hình khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gặp gỡ các start-up thành công trước thềm chung kết. Mười bảy đội thi xuất sắc nhất của 3 lĩnh vực ứng dụng cao, kỹ thuật, thương mại dịch vụ và y tế sức khỏe đã tự tin thể hiện tại vòng thi về đích. Tại cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học hay sinh viên Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, bên cạnh sự hỗ trợ của thầy cô và các nhà cố vấn, những đề tài, ý tưởng đều thể hiện quá trình nỗ lực của các thí sinh từ việc tiến hành nghiên cứu, thiết kế nguyên mẫu, thử nghiệm và giải pháp, thu thập phản hồi, tinh chỉnh ý tưởng đến chuẩn bị phần thuyết trình. Vượt qua nhiều thử thách nhưng sinh viên Đại học Đông Á không ngừng đam mê. Tại các sân chơi này, sinh viên đã có cơ hội thể hiện các kỹ năng, tự tin sử dụng tiếng Anh, trình bày dự án trước hội đồng. Cũng từ những ý tưởng, những đề tài tại các cuộc thi cấp trường, ngày càng nhiều những dự án khởi nghiệp thực tiễn của cựu sinh viên và sinh viên được khởi đầu và ươm tạo. Sinh viên Đại học Đông Á luôn được khuyến khích theo đuổi đam mê và hoài bão, khám phá những bờ cửa mới và nắm bắt những cơ hội mới, suy nghĩ lớn và hành động mạnh mẽ để cùng xây dựng một văn hóa nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, cùng xây dựng một trường đại học khởi nghiệp, một quốc gia khởi nghiệp sẵn sàng phát triển trong tương lai. Xin được chúc mừng đề tài xây dựng chợ điện tử, đề tài khảo sát tỷ lệ chấn thương do vật sắc nhọn của sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á. Xin được chúc mừng đề tài năng lực tự định hướng học tập của sinh viên điều dưỡng chính quy tại trường Đại học Đông Á. Xin được chúc mừng đề tài nghiên cứu những khó khăn sinh viên chuyên ngành tiếng Anh 5-4